diều 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 quăng quăng vậy Bi? Hai con diều dính nhau rồi kìa. Dính rồi. Xoay vòng vòng luôn đó. Con diều rít đó nó dính rồi kìa. Trời đất ơi. Hai con nó cắn lộn. Ê ớn quá à. Nó cắn lộn kìa. Đó con rít với cái con diều gì? Con diều phụng. Dướng luôn sao ra được, dướng lại dướng luôn, dướng dây rồi. Hả? Kia kìa. Hết hổ hàng rồi. Đi làm út hết hổ, tưởng xe thiệt đó con. Đâu? Ủa, bên đây đâu có xe đâu mà chở. Đây đâu có xe đâu mà sợ. Đi đi đâu giữa đường này, qua thẳng bên đây nè. Vô đây luôn. Ừ. Cái dừng ơi. Giờ con có con diều lượn kìa Bi. Đó. Wow. Đó nó lượn thấy ớn không? Hai con diều lượn đó. Đó con diều rít kìa. Hello. Đâu à, xe